Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón hình quái vật một mắt như thế này. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón ha. Bên trên đỉnh nón thì mình có làm các cái họa tiết tua rua mắt nè, cho phần đỉnh nón của mình nó có điểm nhấn hơn. Và thân trước thì cũng có trang trí một mắt ha. Để làm được cái mẫu nón này, nguyên liệu ở đây mình dùng là len miêu cốt tông cuộn 125g. Sợi len của mình là mát ép chữ đỏ. Độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Và để hoàn thiện cái phần nón này, ở đây mình sử dụng hai size kim. Size kim thứ nhất là kim 5.5mm. Thì kim này mình sử dụng để móc cái phần thân nón ha. Vì phần thân nón của mình sẽ chập đôi hai sợi len lại để móc, thì khi ta so sánh chập đôi sợi len lại so với đầu kim mà mình sử dụng nè, thì khi đưa vào so sánh, đầu kim của mình nó sẽ to hơn một xíu so với gấp đôi sợi len này là được ha. Mình để móc cái phần thân nón. Và đầu kim thứ hai để móc đó là phần tua rua ở bên trên. Mình sử dụng kim 3.5mm. Đầu kim này nó sẽ to hơn 1/2 so với sợi len là được ha. Mình dùng đầu kim này để móc cái phần tua rua mắt bên trên nè, cũng như là trang trí cái mắt đằng trước. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len, thước dây dùng để đo size của thân nón nè, một ít gòn nhồi để mình nhồi vào cái phần tua rua cũng như là mắt, kim khâu len và mắt dán nè. Các bạn có thể dùng hạt bè cũng được, hoặc là mắt dán một nửa ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên các bạn sẽ chập đôi cho mình sợi len lại, và mình sẽ sử dụng kim 5.5mm để móc cái phần thân nón trước. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này, móc lên 2 mũi móc xích, 1 2, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo này 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau ha. Kép đơn thứ nhất nè, kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư, tiếp tục mũi kép đơn thứ năm, mũi kép đơn thứ sáu. Mũi kép đơn thứ 7. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 8. Kép đơn thứ 9. Mũi kép đơn thứ 10. Mũi kép đơn thứ 11. Và mũi kép đơn thứ 12. Sau khi đã móc cho mình 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái vòng này ha. Nắm cho mình sợi len ngắn phía sau, vuốt thật mạnh vào cho vòng tròn nó nhỏ lại nè. Sau đó ta sẽ di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên mà mình tạo ở vòng này. Thì đây là chân của mũi kép đơn đầu tiên ha. Móc vào đó cho mình một mũi giờ để kết thúc vòng. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Thì 12 mũi kép đơn ở vòng đầu tiên này nó sẽ tạo ra 12 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên là chân mà mình vừa móc mũi dời á. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đó và móc vào 2 mũi kép đơn cùng chân móc ha. Kép đơn đầu tiên nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào cùng một chân móc. Như vậy là ta tăng được một mũi ha, vào chân đầu tiên. Làm tương tự cho mình cho 11 chân móc còn lại luôn. Mỗi chân mình sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi kép đơn nè. Chân thứ ba cũng tương tự, móc 2 mũi kép đơn và làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng.
Sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi thì vòng này mình sẽ có gấp đôi so với số mũi móc của vòng đầu tiên ha. Ta sẽ có được 24 mũi kép đơn. Thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên và móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Như vậy là vòng thứ hai của mình sẽ có được 24 mũi kép đơn, tạo ra được 24 chân móc cho vòng móc thứ ba. Nó sẽ tăng gấp đôi so với vòng đầu tiên. Thì vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau. Chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi dời ha, móc vào một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi, chân thứ hai móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được một cụm móc như thế này ha. Một mũi kép đơn, sau đó là 2 mũi kép đơn cùng chân. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng. Ta sẽ có các cái cụm nè, một mũi kép đơn vào chân móc kế bên. Thì kế tiếp là 2 mũi cùng chân móc ha. Vào chân móc này. Ta có được cụm thứ hai nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ có được tổng cộng là 12 cụm liên tiếp ha. Một kép đơn, sau đó là 2 kép đơn cùng chân móc. Tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc cho mình được các cái cụm chân móc cho đến cuối vòng nè, thì cũng đâm kim vào chân đầu tiên của vòng này, móc một mũi dời. Móc lên 2 xích. Vòng móc thứ ba của mình cũng tăng được 12 mũi móc, tức là mình sẽ có tổng cộng là 12 cụm móc như thế này ha. Cụm đầu tiên nè, một kép đơn, sau đó là 2 kép đơn cùng chân. Cụm thứ hai, cụm móc thứ ba nè, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm, cụm móc thứ sáu, cụm móc thứ bảy, cụm móc thứ tám, cụm móc thứ chín, cụm móc thứ mười, cụm móc thứ 11 và cụm móc thứ 12. Mình tăng được 12 mũi móc cho vòng móc thứ ba này. Thì để tiếp tục cho vòng móc thứ tư, các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc thứ ba. Ở vòng móc thứ ba mình có một kép đơn xen kẽ 2 kép đơn cùng chân móc. Thì vòng thứ tư các bạn sẽ tăng cho mình mũi kép đơn lẻ này lên một chân nè. Tức là phía dưới mình có một xen kẽ 2 kép đơn cùng chân rồi ha. Thì vòng tiếp theo mình sẽ tăng lên là 2 mũi kép đơn mỗi chân. Các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên nè, là chân mình vừa móc mũi dời luôn ha, móc vào một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn. Khi đã có được 2 mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân rồi nè, nó đã tăng được một mũi so với cái vòng thứ ba ha, một kép đơn lẻ ở mỗi chân nè. Thì hàng bên trên 2 kép đơn lẻ nè. Thì xen kẽ ta sẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân móc ha. Móc cho mình vào chân thứ ba này 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này. 2 mũi kép đơn mỗi chân, sau đó là 2 mũi kép đơn cùng chân. Các bạn móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì ta sẽ có nè, 2 chân kế bên, mỗi chân là một mũi kép đơn. Được 2 mũi kép đơn ở mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc ha. Ta cũng có được cụm thứ hai, móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì sau khi đã móc được cái cụm này cho đến cuối vòng, ta sẽ có được tổng cộng là 12 cụm móc tương tự như vậy ha. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó lên 2 mũi xích. Hàng móc đều này mình cũng tăng lên được 12 mũi móc. Ta có 12 cụm liên tiếp với nhau nè. Cụm thứ nhất, cụm móc thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm, cụm móc thứ sáu, cụm móc thứ bảy, tiếp tục cụm móc thứ tám, cụm móc thứ chín, cụm móc thứ mười, cụm móc thứ 11 và cụm móc thứ 12. Mình tăng được 12 mũi móc cho cái vòng móc thứ tư này. Thì tiếp tục cho các vòng móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình ha. Tức là ta sẽ dựa vào cái hàng móc ở bên trên nó. Hàng móc bên trên nó có bao nhiêu mũi kép đơn lẻ thì hàng móc kế tiếp mình sẽ tăng lên một mũi ha.
Ở đây có 2 mũi kép đơn lẻ nè, thì hàng kế tiếp ta sẽ có 3 mũi kép đơn lẻ ở mỗi chân. Tức là nó sẽ tăng dần lên 1 mũi ha. Thì hàng này móc 3 mũi kép đơn vào 3 chân liên tiếp. Kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè. Kép đơn thứ hai ở chân móc thứ hai và kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Được 3 mũi ở mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này, 3 mũi mỗi chân xen kẽ 2 mũi cùng chân. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó sẽ thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và các hàng tiếp theo cũng dựa vào hàng móc bên trên nó ha. Và ta sẽ tăng cái số mũi kép đơn lẻ này lên ở mỗi hàng là mỗi chân nè. Ví dụ 2 mũi thì lên là 3 mũi, sau đó là 4 mũi, 5 mũi ha. Cứ tăng dần cho mình đến khi nào cái vòng tròn này nè nó vừa với cái size vòng đầu mà các bạn móc là được. Thì size vòng đầu mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để lấy số đo vòng đầu. Và khi đã có được số đo vòng đầu rồi, sử dụng cho mình thước dây. Các bạn sẽ lấy cho mình 1cm của thước dây, sau đó so sánh vào mũi móc. Thì len của mình nó có độ co giãn, nên khi các bạn so sánh vào nó sẽ có kích thước xấp xỉ ha. Ở đây 1cm của mình tương đương bằng 1 mũi móc. Và khi đã có được hai cái kích thước này rồi, các bạn sẽ lấy cho mình số đo vòng đầu nhân với số mũi móc của 1cm thì mình sẽ ra được tổng số mũi móc ở cái vòng mà mình tăng cuối cùng. Tức là các cái vòng bên trên này, mỗi vòng móc nó sẽ tăng được 12 mũi móc cho mỗi vòng. Đối với cái vòng mà tăng cuối cùng á, thì không nhất thiết cái vòng đó nó phải tăng 12 mũi, nó có thể tăng ít hơn 12 mũi móc đó. Miễn làm sao cho tổng số mũi móc của cái vòng đó bằng với tổng số mũi móc mà các bạn đưa ra là được ha. Sau khi các bạn đã tăng cho mình đến cái vòng móc cuối cùng rồi, kết thúc vòng này cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc 1 mũi dời, sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Lúc này cái vòng cuối cùng mà mình tăng nó đã có được cái kích thước số đo vòng đầu rồi nè. Khác với các cái vòng móc tăng mũi bên trên, mỗi vòng mình tăng 12 mũi móc. Đối với vòng mà các bạn tăng cuối cùng á, có thể tăng ít hơn 12 mũi móc đó. Ví dụ như size này của mình nè. Khi mình móc tới hàng thứ 5 thì cái vòng đầu này nó đã vừa với vòng đầu mà các bạn cần móc rồi ha. Vòng móc thứ 5 mình tăng ít hơn 12 mũi nè. Thiệt đây là cụm đầu tiên mà mình tăng, vẫn tăng đều ha. Cụm thứ 2 mình cũng tăng đều nè. Đến cụm thứ 3 mình không tăng mũi, tức là mình sẽ bỏ 1 mũi ha. Thì ở đây mình không tăng mũi, mình móc luôn mỗi chân là 1 mũi kép đơn. Thì chỗ này mình không tăng mũi nè. Tiếp tục cụm tiếp theo mình tăng mũi. Cụm tiếp theo nữa cũng tăng mũi nè. Cụm tiếp theo tiếp tục không tăng mũi nè, thì mình sẽ móc đều mỗi chân là 1 mũi kép đơn. Kế tiếp tăng mũi nè. Cụm kế tiếp nữa tăng mũi nè. Đây, cụm này không tăng mũi thì mình cũng móc đều. Tiếp tục là tăng mũi nè. Tăng mũi. Và cụm cuối cùng mình không tăng mũi ha. Thì tổng số mũi móc của cái vòng móc mà mình móc cuối cùng này nè, nó đã giảm đi được 4 mũi móc. Tức là mình chỉ tăng 8 mũi móc cho cái vòng này thôi ha. Và cái kích thước này nó đã đạt được cái kích thước số đo vòng đầu rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục không tăng mũi và móc cái phần thân nón đi xuống. Đến đây thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Các hàng tiếp theo thì mình không tăng mũi, các bạn cứ móc đều, mỗi chân móc là 1 mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được. Chân kế tiếp cũng móc 1 mũi kép đơn nè. Tương tự chân bên cạnh 1 mũi kép đơn. Chân kế bên 1 mũi kép đơn. Cứ móc đều cho các chân móc còn lại. Mỗi chân cứ móc cho mình 1 mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì như vậy là mình đã không tăng mũi nè. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình kết thúc hàng này và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng mà mình vừa móc. Tổng số mũi móc của các vòng móc còn lại nó sẽ không thay đổi. Và mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi gặp đôi phần thân nón lại. Chiều cao từ đỉnh nón đến phần mình thêm cuối cùng nè, nó bằng sát tới cái phần tay là được. Thì số đo chiều cao mình cũng có để ở phần mô tả ha, các bạn cũng có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo cái chiều cao này. Đây, móc đều cho đến khi đỉnh nón đến cái hàng cuối cùng nó bằng đến phần tay là được. Những bạn nào mà thích cái phần này nó che được tay thì các bạn sẽ móc dài hơn cho mình tầm khoảng 1 cho đến 2 hàng ha. Mỗi chân ta cứ móc đều, 1 mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Sau khi móc thêm nhiều hàng móc, lúc này chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình móc cuối cùng, nó đã bằng chiều cao từ đỉnh đầu cho đến phần tai rồi ha. Thì ở bên trên thân nón các bạn móc thêm cho mình các cái họa tiết mắt tua ru như thế này. Ở đây mình đã có móc sẵn 5 cái mắt tua ru như thế này. Thì các cái mắt tua ru của mình đều móc tương tự như nhau, chỉ khác chiều cao thôi ha. Bên trong mình có nhồi gòn cho cái phần mắt tua ru của mình nó được cứng cáp hơn nè. Trong mắt ở bên trên thì tùy vào các bạn có thể phối nhiều màu khác nhau cho phần mắt của mình nó thêm sinh động hơn. Và ta sẽ sử dụng mũi đơn để móc từ phần đỉnh của mắt cho đến phần thân của tua ru luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn ha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình kim 3.5mm. Đầu kim này so với một sợi len ha, nó sẽ to hơn sợi len 1/2 là được. Thì phần mắt này mình sẽ sử dụng một sợi thôi ha. Tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn mình vừa tạo này 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi đã có được 6 mũi móc đơn liên tiếp, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Thì cái phần mắt này mình sẽ kết thúc vòng ha. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Đã có được vòng tròn đầu tiên, với 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân móc cho vòng thứ hai. Thì 6 chân móc này ở vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời luôn ha. Móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 và 2. Mình sẽ làm tương tự cho 5 chân còn lại ha. Mỗi chân cứ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc là được. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư tương tự móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu ha, chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn. Thì đây sẽ là chân móc kết thúc của vòng thứ hai nè. Nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn với cái chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới. Thì đây là chân của mũi dời chứ không phải là chân móc ha. Ta sẽ bỏ qua chân này và di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này. Móc vào một mũi dời để ta kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Thì hai vòng móc này nó đã có đủ cái độ rộng để mình tạo cái tròng mắt bên trên rồi. Các bạn tiến hành cắt len. Mình sẽ thay màu trắng để tạo cái tròng mắt bên dưới ha. Đưa cho mình sợi len màu trắng ra phía sau nè. Chừa một đoạn len vừa đủ ha. Sau đó đưa phía sau của cái phần tròng màu vàng nè. Ở phần tròng màu vàng sợi len thừa mà mình kết thúc ở đây nè. Phía trước nó là chân mình móc mũi dời kết thúc. Thì phía sau nó là chân của mũi dời. Tức là cái chân mà các bạn bỏ qua ở cái hàng móc ha. Ta sẽ đâm kim vào chân của mũi dời đó. Là cái chân ở phía sau sợi len thừa nè. Đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Đây sẽ là vòng móc thứ ba. Thì cách tăng size nó cũng tương tự giống như cái phần thân nón. Nhưng mà ở đây mình sử dụng mũi đơn thôi ha. Ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên. Thì chân đầu tiên là chân mình móc mũi dời kết thúc ở vòng thứ hai á. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc vào đó một mũi móc đơn trước. Đây là chân đầu tiên nè. Đâm kim vào đây móc một mũi móc đơn ha. Khi móc dấu sợi len thừa vào trong mũi móc luôn nha. Có được mũi móc đơn ở chân đầu tiên rồi, chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai vào cùng chân móc. Ta có được cụm đầu tiên. Móc cho mình tương tự cụm này cho các chân móc còn lại đến cuối vòng ha. Chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai nè. Tiếp tục ha, cụm thứ ba
một mũi móc đơn, sau là hai mũi móc đơn cùng chân móc và móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng thì vòng móc thứ ba này của mình sẽ tạo ra được 6 cụm liên tiếp như thế này ha. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để kết thúc vòng, sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì vòng móc thứ ba của mình sẽ có được 6 cụm. Cụm thứ nhất nè. Cụm thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Ta cũng tăng được 6 mũi cho vòng móc thứ ba này ha. Lúc này ba vòng móc này nó đã có đủ cái độ rộng cho cái phần mắt bên trên rồi, thì các hàng tiếp theo mình sẽ không tăng mũi nữa để tạo cái độ sâu cho mắt nè. Thì hàng không tăng mũi, các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên ha, một mũi móc đơn nè. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Hàng này ta không tăng mũi nên cứ móc đều cho mình ha. Mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó thêm nhiều hàng móc cho mình cho đến khi cái phần mắt này nó có được một cái độ sâu nhất định là được ha. Đối với những cái mắt tua rua trước thì mình móc một hàng tăng màu trắng rồi thì hai hàng không tăng ha. Thì các bạn có thể móc cho mình hai hoặc là ba hàng không tăng. Sau đó hàng cuối cùng mình sẽ tiến hành giảm mũi. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở đây sau khi đã móc lên hai hàng móc đều không tăng rồi thì kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Lúc này phần mắt của mình nó đã có được một cái độ sâu như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi để móc cái phần thân tu ru ha. Thì để giảm mũi các bạn sẽ để ý cho mình cái hàng mà mình tăng cuối cùng ở cái phần thân bên trên. Ta có một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Thì cái số mũi móc đơn lẻ một mũi này các bạn sẽ đưa xuống cái hàng mà mình giảm mũi, móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Thì cái số mũi móc đơn lẻ nó sẽ bằng với cái hàng giảm mũi ha. Hai chân kế tiếp mình sẽ tiến hành giảm mũi nè. Thì để ý cho mình ở những cái chân móc này nó sẽ có hai đường móc, một đường bên trong và một đường bên ngoài. Thì ta sẽ đâm kim vào cái đường bên ngoài này để móc nè. Ta sẽ móc chụm chân lại hai cái chân kế tiếp này ha. Thì các bạn đâm kim cho mình từ ngoài vào trong chân kế bên, vào đường bên ngoài. Tiếp tục đưa kim ra ngoài, đâm vào đường bên ngoài của chân kế tiếp. Trên kim có ba đường móc thì kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết ha. Kéo lên lần thứ nhất qua hai chân nè. Còn hai chân trên kim thì kéo qua hai chân trên kim. Sau đó sẽ móc xen kẽ tương tự cho đến cuối vòng ha. Chân kế bên một mũi móc đơn nè, thì hai chân kế tiếp sẽ chụm chân ha. Cách chụm chân tương tự, đâm kim lần lượt từ ngoài vào trong của cái đường móc bên ngoài ở hai chân kế tiếp nè, sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim. Lần thứ nhất nè, kéo qua hai chân, và lần thứ hai kéo qua hai chân. Tiếp tục ha, một mũi móc đơn, sau đó là một mũi chụm vào hai chân liên tiếp. Từ ngoài vào trong hai chân. Sau đó kéo len qua hai chân lần lượt cho đến hết. Ta có cụm thứ ba nè. Cụm móc thứ tư. Lần lượt kéo qua hai chân ha. Tiếp tục cụm thứ năm. Một móc đơn, sau đó là một mũi chụm. Và cụm thứ sáu, cụm cuối cùng ha, một móc đơn, sau đó là hai mũi chụm chân. Thì cái cụm thứ sáu này nó cũng là cụm kết thúc của cái phần giảm mũi này ha. Ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một xích, kéo và cắt len. Như vậy là vòng móc mình giảm mũi này sẽ giảm đi được 6 mũi móc cho cái vòng này nó có cái độ bo nhỏ lại nè. Thì lúc này số mũi móc nó sẽ bằng với vòng thứ hai của cái phần mắt bên trên ha. Ta có 3 hàng tăng nè,
hai hàng không tăng và một hàng giảm. Tiếp tục mình sẽ thay màu cho cái phần thân tua rua phía dưới. Thì phần thân tua rua phía dưới mình móc xoắn ốc ha, nó sẽ tạo ra được những cái đường xoắn như thế này, tạo được cái điểm nhấn cho phần thân tua rua. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân dưới. Đưa sợi len màu xanh ra phía sau hàng màu trắng và sợi len thừa ở hàng màu trắng này nè, cũng đâm kim vào cái chân ở phía sau của nó, tức là chân của mũi dời kết thúc nè. Đâm kim vào đây, sau đó đưa sợi len màu xanh ra phía sau ha. Kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì vòng này của mình sẽ có được tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Và cái phần thân màu xanh này mình móc xoắn ốc nè, mình không kết mũi nên các bạn đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn luôn ha. Từ đây sẽ móc xoắn ốc tương tự cho các chân móc còn lại. Và lưu ý cho mình nè, từ cái chân móc kế tiếp, chân móc thứ hai của vòng thứ hai này, thì để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên trong ha. Đây, vào cái đường móc nằm bên trong nè. Thì từ chân thứ hai này ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn vào cái đường bên trong ha. Chân kế bên cũng tương tự nè, một mũi móc đơn vào đường bên trong. Phần thân của mình lúc này nó sẽ hở ra một cái đường bên ngoài ha. Nó sẽ tạo cái điểm nhấn cho cái phần tua rua nè. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại. Mỗi chân ta đều móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào đường ở bên trong ha. Khi đã móc được 11 mũi móc đơn và 11 chân móc ở bên trong rồi, đến cái chân thứ hai là cái chân mà mình bắt đầu móc của cái hàng móc á, thứ hai á, thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào đường bên trong luôn nè. Một mũi móc đơn ha. Tiếp tục tương tự cho các chân móc còn lại. Thì từ lúc này các bạn cứ móc xoắn ốc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc ha, và đều đâm kim vào đường móc ở bên trong thì cái phần thân của mình nó sẽ hiện ra một cái đường gờ như thế này nè. Móc xoắn ốc tương tự cho đến khi đạt được cái chiều cao của phần tua rua mắt ha. Thì ở đây mình đã móc sẵn thêm các cái tua rua mắt nè. Chiều cao nó sẽ có cái độ cao khác nhau ha. Và cách móc các cái mắt này nó đều tương tự như nhau, chỉ khác cái chiều cao thôi nè. Khi mình đã đạt được cái chiều cao của mắt tua rua rồi, điểm kết thúc các bạn sẽ chọn cho mình một điểm bất kỳ. Sau đó sẽ đâm kim luôn vào chân móc cuối cùng và móc vào một mũi dời. Lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Khi cắt len thì cắt một đoạn len dài ha, trừ một đoạn len dài để mình sử dụng đoạn len này khâu cái mắt tua rua này vào trong thân nón. Ta hoàn tất được một cái mắt tua rua như thế này. Tiếp tục sử dụng gòn, các bạn sẽ nhồi cho mình gòn vào bên trong cho cái mắt tua rua của mình nó được cứng cáp hơn. Thì như vậy là mình đã hoàn tất được một cái mắt tua rua như thế này. Đây, sợi len này dùng để khâu cái phần mắt này vào trong thân nón ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc tới phần mắt. Tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu.
Có được 6 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một xích. Vòng thứ hai có 6 chân móc, móc vào 6 chân này mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng tương tự cho đến chân cuối cùng ha. Mỗi chân móc móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Tiếp tục chân thứ ba nè, 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và chân thứ sáu, chân cuối cùng móc 2 mũi móc đơn. Kết thúc vòng thứ hai, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó lên một xích. Ở hàng móc thứ ba, để cho phần mắt của mình nó có cái độ sâu hơn á, thì móc cho mình theo công thức như sau ha. Chân đầu tiên một mũi móc đơn nè. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Lúc này mình có 2 mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân rồi, thì chân thứ ba móc 2 mũi cùng chân móc. Thì hàng thứ ba của mình nó sẽ có công thức này ha. 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. 2 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Chân thứ ba móc 2 mũi cùng chân móc. Tiếp tục cụm thứ ba, 2 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi cùng chân. Cụm móc thứ tư, 2 mũi mỗi chân. Chân móc cuối cùng cũng là chân kết thúc của cụm nè, móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta kết thúc được vòng thứ ba ha. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Ta hoàn tất được hàng móc thứ ba ha, giúp cho cái phần mắt của mình nó có cái độ cúp lại hơn nè. Và ta sẽ có được 4 cụm tổng cộng nè. Cụm thứ nhất, 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân ha. Đây là cụm đầu tiên nè. Tiếp tục cụm thứ hai, cụm móc thứ ba và cụm móc thứ tư. Mình tăng được 4 mũi móc cho vòng móc thứ ba này. Hàng móc thứ tư dựa vào hàng móc thứ ba. Hàng thứ ba của mình có 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Thì hàng tiếp theo sẽ tăng cho mình số mũi mỗi chân lên 1 mũi. Thì ở đây mình sẽ có 3 chân liên tiếp, mỗi chân làm 1 mũi móc đơn ha. Nó sẽ tăng lên 1 mũi so với hàng bên dưới. Mũi đầu tiên nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Và mũi móc đơn thứ ba. Được 3 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc 2 mũi cùng chân móc. Ta có được một cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, thì mình cũng có được 4 cụm móc như thế này ha. 3 mũi mỗi chân. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai và mũi thứ ba. Sau đó chân thứ tư móc 2 mũi cùng chân móc. Ta được cụm thứ hai ha. Tiếp tục cụm thứ ba. 3 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi cùng chân móc. Cụm thứ tư là cụm cuối cùng ha, 3 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi cùng chân móc vào chân cuối cùng luôn nè. Kết thúc vòng thứ tư này cũng có 4 cụm như thế này ha, ta tăng được 4 mũi nè. Đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Kéo và cắt len.
Ta hoàn tất lòng mắt bên trong ha. Tiếp tục mình sẽ tạo cái tròng bên ngoài. Hàng móc mình kết thúc của cái phần màu xanh này nè. Ta có 4 cụm móc, 3 mũi mỗi chân sang 2 mũi cùng chân ha. Thì 2 mũi cùng chân này nè, lúc này mình sẽ có tổng cộng là 4 cụm như thế này. Đây, 4 điểm có 2 mũi cùng chân nè. Điểm thứ 3, 3 điểm thứ 4. Thì các bạn sẽ chọn cho mình 2 điểm đối diện với nhau. 2 điểm đối diện với nhau để mình tạo cái phần khóe mắt. Còn 2 điểm bên trên mình sẽ móc bình thường ha. Cái sợi len thưa này nè, cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía sau của nó, tức là chân của mũi dời ha. Đâm kim vào đây, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Thì cụm đầu tiên của hàng màu trắng này cũng làm tương tự giống như cái phần tăng size ở hàng phên trên ha. Các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân lên một mũi nè. Ở phía dưới mình có 3 mũi mỗi chân rồi, thì hàng kế tiếp tăng lên một mũi, ta sẽ có 4 mũi mỗi chân. Các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi mỗi chân nè. Mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục mũi móc đơn thứ ba. Và mũi móc đơn thứ tư. Có được 4 mũi mỗi chân rồi nè, chân kế tiếp là móc cho mình 2 mũi cùng chân móc ha. Ta có được cụm tăng đầu tiên. Móc tương tự cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. 4 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một xích. Lúc này cái phần mắt của mình nó sẽ hiện ra được 4 góc rõ rệt hơn ha, 4 cái góc mà ta móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Thì để tạo được 2 cái khóe mắt, mình sẽ chia ra lấy 2 cái góc đối diện với nhau để mình tạo khóe mắt, còn 2 góc còn lại móc bình thường ha. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình như sau nè. Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng bên trên. Đâm kim vào đó móc một mũi móc đơn trước. Tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đến cái góc đầu tiên mà mình gặp nè, 2 mũi cùng chân móc. Thì lúc này các bạn cũng móc đều, mỗi chân làm một mũi móc đơn ha. Móc tương tự cho đến góc thứ hai. Khi móc đến cái góc thứ hai là 2 mũi móc đơn móc vào cùng một chân móc nè. Đây, 2 mũi móc đơn ha, chân thứ nhất và chân thứ hai nè. Thì chân thứ nhất móc vào một mũi nửa kép. Chân thứ hai tạo cho mình một cái khóe mắt ha. Móc vào chân thứ hai này 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn lưu ý kéo dài lên cho mình một xíu ha. Sau đó móc lên một xích và tiếp tục 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc đó luôn. Ta có kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư vào cùng chân móc ha. Tạo ra được một cái khóe mắt như thế này. Tiếp tục giảm độ cao của mũi móc. Chân kế tiếp móc một mũi nửa kép. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Móc tương tự cho mình cho đến góc tiếp theo nè. Thì cái góc này nó đối diện với cái góc bên trên này, móc đều không tăng mũi ha. Mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến góc cuối cùng. Khi đã móc đến góc cuối cùng rồi nè, 2 mũi móc đơn cùng một chân móc ở cái chân cuối cùng này, thì làm tương tự giống như cái góc khóe mắt này ha. Chân đầu tiên móc một mũi nửa kép. Chân thứ hai và cũng là chân cuối cùng ha, tạo một cái khóe mắt ở đây. 2 mũi kép đơn.
mũi kép đơn kiểu dài nhé. Sau đó móc lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa vào cùng một chân móc. Ta có kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư, tạo ra được khóe mắt thứ hai rồi nè. Chân kế bên ta có cái chân của mũi dời kết thúc vòng bên dưới nè, thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân của mũi dời đó một mũi nửa kép và đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc một mũi dời, móc lên một xích kéo và cắt len. Ta sẽ tạo ra được cái phần khóe mắt như thế này ha. Cắt cho mình một đoạn len dài, sử dụng đoạn len này khâu cái mắt này vào trong thân nón. Để khâu được phần mắt này các bạn sử dụng kim khâu ha, xỏ cái sợi len mà mình cắt kéo dài nè, đưa vào trong thân nón. Đây, đặt cái phần mắt, sau đó mình sẽ khâu vào các cái chân móc tương ứng với nhau ha. Các bạn sẽ khâu cho mình cho đến khi gần hết cái phần mắt này rồi, còn lại một cái khoảng trống nhỏ ở đây nè. Thì khoảng trống này các bạn sẽ sử dụng để nhồi gòn vào bên trong cho cái phần mắt của mình nó được cứng cáp hơn ha. Và nó có cái độ phồng nè. Nhồi cho mình ít gòn vào đây, sau đó mình sẽ khâu chốt lại. Sử dụng keo nến hoặc là kim khâu đến cố định cho mình cái mắt này ở chính giữa của thân mắt màu xanh nè. Và ở trên cái mắt turu các bạn cũng khâu cho mình các cái hạt cườm vào chính giữa của các cái tròng mắt bên trên ha. Như vậy là mình vừa hoàn tất xong một mẫu nón quái vật nhiều mắt như thế này. Chúc các bạn thành công!